Dạ vâng, Thanh Minh Vũ xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi người hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Ở trong clip ngày hôm nay thì em có về được một mẫu mic, dòng mic Byvert. Thì dòng này thì nó quá là nổi tiếng rồi. Ở trên thị trường thì đa số anh em cũng đang săn đón cái dòng này rất là nhiều. Đấy, về hình thức thì cũng chẳng cần phải quảng cáo nhiều, nó còn rất là đẹp. Ở đây em có tháo sẵn cái đầu thu ra để quay cho các bác cho đỡ mất nhiều thời gian. Byvert nhé mọi người nhé, Byvert vì tím thì nó là nổi tiếng rồi. Đấy. Anh em đã đam mê những cái dòng mic vì tím thì chỉ cần nhìn qua phát là biết, đúng không? Đấy. Không cần biết là có quảng cáo như thế nào, nhưng mà chỉ cần nhìn người ta quay cũng như là nhìn mắt thường này, các bác biết chất lượng như nào. Cái mặt này nó còn nguyên cả ni lông này, nguyên cả ni lông chưa bóc. Này. Đối với dòng mic bãi thì mọi người cũng đừng quá quan tâm nhiều đến vấn đề nó tên là gì. Đấy. Cũng như những cái dòng đẩy hay là loa thì cái mình cần quan tâm là cái chất lượng linh kiện bên trong của nó. Còn cái tên nó in thì mỗi một hãng nó làm một cái tên khác nhau. Đấy. Đôi khi có những cái hãng nổi tiếng người ta dựa theo người ta làm cái tên của nó để cho được nhiều người biết đến, nhưng mà bên trong ruột gan linh kiện thì nó lại khác, nó ăn bớt linh kiện và chất lượng linh kiện nó kém đi, thì có tên nổi tiếng mấy chăng nữa thì nó cũng không thể đảm bảo được cái chất lượng các bác nhá. Tay sơn rất là đẹp nhá, giỏ mic cũng còn rất đẹp nhá, không bị vỡ. Dòng này thì cảm biến tự ngắt cho mọi người nhá. Đây em tháo cả đây, vì tím hết nhé mọi người nhé, vì tím hết. Đấy. Đây là côn của nó đây nhé mọi người nhé, côn của nó đây. Đây. Còn côn Byvert đây. Đây. Hiện tại cái mức giá đang bán cho các bác là 2 triệu một bộ nhé các bác nhé. Anh em nào chuyển khoản thì em sẽ bao ship tận nơi. Các bác có ở xa mấy chăng nữa thì em vẫn cứ bao ship cho các bác được các bác nhé, cứ chuyển khoản cho em bao ship. Còn đối với những bác mà ngại không tiện chuyển khoản mà chỉ có gửi tiền đặt cọc được thì em sẽ không bao ship được, tại vì nó còn liên quan đến vấn đề thu hộ nữa. Đấy, nên các bác phải lưu ý trước khi bán cái gì thì em cũng đã nói rất là rõ, anh em phải tìm hiểu tham khảo kỹ trước khi quyết định mua các bác nhé. Đấy, dòng này thì quá hay rồi, có mấy bộ thôi, 2 triệu một bộ, chuyển khoản bao ship. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Rồi, xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và gặp lại.